Em xin chào quý anh chị, cô bác và các bạn nha. Hôm nay cùng em thấy có trái mâm xôi đèn chín nè, cùng em hái nó nha, thu hoạch nó ăn thử coi làm sao nha. Đây, trời đất ơi, nó chín mộng chín mơ luôn rồi đó. Trời đất ơi, cái trái này bự quá, còn hai trái kia chắc bị đẹp rồi. Ôi, hái nha, hái nha. Ui dù, đây cái cuốn nó là về đây đó. Đây chín là phải chín đen gì nha, chứ đừng có cần quá. Trời ơi, cái điện thoại quay gì mà nó cứ mụn mụn hoài, thấy ghét quá. Thôi em thử luôn, em ăn thử nó coi sao nha. Chua hơi ngọt đây, em thấy nó cũng còn hơi 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 đỏ, nếu mà nó hơi hơi đỏ sẽ sợ là chè chua với mưa, không biết nó có ngọt không. Chua chua ngọt ngọt hộp nhiều, nó còn hơi đỏ đỏ nên nó hơi chua bạn, nhưng mà ăn được ngon rồi. Nói chung cũng 60-70% ngọt rồi bạn, còn 30% là chua ha. Ngon, ăn được bạn. Rồi đang khát nước uống trái vô đã dễ sợ luôn. Còn hai trái này giờ mà hái ăn cái là té đáy luôn bạn. Không, mình dùng những từ ngữ rất là chân thật rồi, mấy bạn đừng có cười nha. Rồi giờ gan trước với em hái ổi nha. Em thấy cái ổi nữ hoàng có mấy trái ok rồi nè, nhất là cái trái này nè, thấy ghét rồi bạn, nó nằm ngay giữa cái đường đi nè, cứ chạy xe ra vô đi ngang qua vô đụng đầu bum bum vậy đó. Nay mừng quá, nó cũng chuyển màu rồi mà nó chưa có chín, nói chung là nó chưa có đến nỗi mà dữ phải không, nhưng mà mình thấy ăn là ok rồi nè. Nè, nắng quá, quay quay hướng này thấy rõ hơn chút ha. Đó nên em thấy ghét nữa nè, bên đây ok dữ lắm nè, bên đây nó còn hơi xanh nhưng mà nằm giữa đường đi em hái nó luôn đi cho rồi. Đó đó, không được, bẻ ngay đây thôi. Bẻ kia em nghe cái gắt rồi, em sợ gãy cây. Đó. Trời ơi, ngon lành cành đào. Em mới ăn chấm mâm xôi quá đã rồi. Đó, đây có một cặp nữa nè. Đó, trong bọc trong bao mà nó cũng bu vô nè. Đó. Kệ, em về em rửa lại đó ha. Nhà em thấy bên kia còn trái nữa, nãy em kiểm thấy được mấy trái á. Em thấy vậy em lột bọc ra luôn. Để hồi em quay thu hoạch thôi. Đó, vậy nè, quay thu hoạch cho bà con cô bác coi thương nha. Trái này hái khéo nè, không hái khéo là nó đứt luôn cái trái kế bên nè. Cái đùm này nó tới 4 trái rồi. Đó 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 đó. Dạ. Yeah. Có khi nào ăn trái mà hư trái không ta? Khéo. Rồi. Vậy đi đó. Này nó còn dính miếng cuốn miếng da cũng được đó, cái này to quá nè, nhìn ngon ghê luôn. Rồi em thu hoạch được vậy rồi, giờ qua bên cái ổi ruby đi. Em thấy cái trái nó cũng to mà không biết chín chưa, em chưa có kiểm. Để qua bển nha, em tới cái trái ổi ruby ruột đỏ rồi nè, em thấy nó cũng được rồi, hái đi. Mé bên đây coi nè, thấy ghê chưa, con này con kia bu nên thôi em hái nó luôn đi ha. Chứ nếu mà để vài bữa nữa thì cũng ok, mà thôi hái đi, hái cho nó ngon. Trái này là trái coi như là trái chín luôn á. Mà cái nhánh ổi của bị ruột đỏ này nó giòn lắm nha. Đụng tới lại gãy. Đó. Lát cái em rửa em ăn thử coi. À, nhìn nó khác người ta thấy rõ luôn á. Rồi bữa hổm em đi bọc em kéo nó gãy hết nhánh. Nhưng mà kệ, em cũng đang dâm nó rồi, không biết nó lên không. Đó. Cũng còn được ít trái mà trái này nhỏ nhỏ mà. Em bọc lại rồi đó. Đó. Không, cái nhánh em làm gãy tới 4 trái rồi, uổng ghê luôn. Mà giờ em thấy nó ra bông nữa nè. Nè. Đó. Bông nè. Đó, đây nữa nè. Hy vọng là đậu nha. Cây nào trước em trồng trên sân thượng nhà em á, ở trên ban công nhà em á, đây. Rồi trồng trong cái thùng mót á. Nó cứ khô nước nó héo hoài, nó không có đậu trái, nó ra bao nhiêu bông cũng rụng trơn á. Thôi em thấy vậy em đem vô quăng xuống đất nè. Đó. Quăng xuống đất thì bữa nay mới được cái trái đầu tiên để em hái đó. Rồi,
đi vòng bên kia kiếm đồ để thu hoạch. Mấy bạn ơi, là cái vàng đậu que mà em trồng ở cái vàng đứng nè đó. Hôm nay em thấy nó cũng có một hai trái to rồi nè, đó đậu rồi nè đó. Đó trái này to mà mình hái ha, trái nào nhỏ mình chừa lại đó. Mấy trái này to nè, cũng được ít trái rồi nè đó. Mới ngày nào trồng đây, ngày nay đi thu hoạch rồi đây, mà không có nhiều vài trái nè. Này, có đậu đũa nữa nè. Bữa em nói em quăng hầm ba lần hột đó, đậu que đậu đũa gì đó ai nghe giờ nó lên đó. Đây nè. Rồi đất ơi, cũng được nhiêu đầy trái chứ. Đây còn trái được cũng khá khá nè, hai trái này luôn đi. Rồi. Hái luôn trái này. Cái này nữa. Rồi, đó, được nhiêu đây. Rồi, để vô. Rồi càng trước em thấy cũng còn ít trái nữa. Ra cái vàng trước em thấy lòng hồng nè, cũng được ít ha. Đậu que. Rồi giờ hái luôn để cho nó được bữa chung với nhau nè. Trái nào được được là hái hết. Cũng được ha. Kệ. Được nhiêu được. Bứt cái đứt luôn cái nhánh người ta rồi. Mấy trái này còn nhỏ, đây, trái này to. Cái trái này bị sâu ăn rồi. Trưa nắng quá nhưng mà tại giờ em rảnh, giờ nào em làm giờ đó, làm xong này em còn đi cắt cỏ nữa, nguyên khu vườn công gửi kèm luôn cái nhà nha, không ai chăm sóc hết, còn mình em mướn thì mình em mần, thành ra nhiều lúc công việc lu bu có mình làm nó không xuể, thành ra đôi lúc cây cối nó cũng không được tốt tươi cho lắm. Kệ đi, làm nhiêu được nhiêu. Rồi chắc hết rồi, có mấy trái à, quên cái nó hết rồi. Đây em lụm vô coi, em quăng nó văng nó tùm lum. Cũng được ít ha, trái bị sâu rồi đấy. Đó rồi, để em coi còn gì nữa em đi thu hoạch tiếp nha. Rồi đi tới cây chuối nè, em thấy có cái bắp chuối được nè. Đó, thôi em giật luôn. Má ơi, nó dướng cái tàu. Toàn ten lủng lẳng chưa chịu gơi. Gơi nè, đó. Quá bự luôn, cái bắp gì bự quá trời bự. Để bẻ bớt. Bẻ bớt cái này ra đi. Đó, trời ơi, cái bắp chuối gì cả cái lô. Rồi, đi vòng nữa rồi còn chị thu không nha. Nãy em có thu mớ đậu đũa nè, em thấy nó không vàng đậu đũa em nó tàn rồi. Em mắc cỡ em không có dám quay em hái thôi. Em lại tiếp tục đi ngang qua cây chuối này, em lại thấy có cái bắp chuối nữa. Đây. Nãy em thu cái bắp chuối đó. Đó, rồi. Chà. Sao ở đây nghe mít thơm ta, có khi nào mấy cái mít hư này nó thơm không ta? Chứ không lẽ ở đây đâu có trái nào đâu chín ta. Rồi để hồi đi kiểm tra coi, nghe mùi mít thơm. Mà mình nghĩ em nghĩ chắc mấy cái mít hư của em nó chín ba. Rồi ở một tay mà cầm máy quay, một tay cầm đồ vật nhiều lúc để nó không, thôi em để nó xuống đất đi nha. Trời sao mít thơm dữ ta, giật nó coi giật được không đây ta.
cũng vô tay em đây. Cuối cùng thì em cũng đã thu hoạch được nó rồi đây đó. Để em đi bẻ mấy này hơi chút đi, em đi kiểm tra mấy cái mít này coi sao mà nó thơm vậy ta. Kiểm tra cái trái còn trên cây kìa, đâu có đâu, vậy là nó rồi. Vậy là chắc bốn cái trái này nè nó hư rồi, mà sao nó thơm dữ vậy ta. Chắc trái này quá, trái này nè, thôi lát chặt cho ốc ăn. Qua kiểm luôn cái trái mít này kìa, trái này thấy cái cuốn nó cũng teo teo rồi nè. Chưa. Đây. Khiên cái đống này vô. Rồi, khoe với mấy bạn cái khu vườn đã được em cắt cỏ. Đây, em mới cắt cỏ xong. Lắng o lắng lịnh luôn. Ngoài trước sân cũng được em cắt cỏ lắng lịnh luôn. Đó. Dọn dẹp sạch sẽ cái đường đi vô, mấy cái kẻ này nè, cỏ nó mọc lên dữ lắm đó. Rồi bữa nay em cũng làm cỏ sạch sẽ ha. Cỏ vườn thì cả tháng em mới cắt một lần, còn cỏ mà trong chậu em trồng rau cải đồ nè thì em cắt em nhổ thường xuyên nên nhìn thì cũng không thấy cỏ ha. Đó, trời đất ơi, cái cây thù lù tốt thấy sợ không. Phải chi em trồng cà chua mà nó cũng tốt, nhưng thù lù này là thôi rồi, đã chưa. À, đó, cải bê dúng nè, cũng bự bự rồi nè, bốn chợ đáng lẽ là 6 cây đó. Không biết con gì nó quất trụi lũi 2 cây rồi, em ghé em trồng dâu tây vô đây luôn, đó mới trồng còn lạnh ha. Rồi sạch sẽ vườn tược đó, cắt cỏ nhổ cỏ được những cái chỗ nào mà trồng trọt mà nhảy ấy có trồng cây thì em nhổ bằng tay, còn chỗ nào rộng rộng vậy nè đó em đưa máy cắt cỏ vô em lia hết rồi sạch sẽ. Ơi, thấy khu vườn sạch sẽ nó cũng bắt cái mắt hơn ha. Rồi rồi vậy là hôm nay em chỉ thu hoạch được đậu đũa ha, mấy trái ổi, đậu đậu que nè, cóc lụm nha. Ngày nào chú cũng quăng qua trời các bạn ha, ngày nào quăng vậy đó ăn đã luôn. À, chỉ được hai cái bắp chuối nè đó. Rồi giờ em muốn ăn thử cái trái ổi ruby này nè bạn, tại vì nó là trái chiến á, em rửa sạch sẽ rồi nè đó, nó là trái chiến nha, em muốn ăn thử coi nó ra làm sao ha. Đó giờ trồng biết nhiêu lâu luôn nay mới được ăn á đó. Còn ổi nữ hoàng thì em ăn hoài ha, nay em ăn thử cái trái ổi ruby ruột đỏ này coi nó ra làm sao nha. Chẻ thử bên trong coi nó ra sao, còn nó có thật là ruột đỏ không nha. Đây, mở thử. Ồ, vậy là nó chưa chín gì mấy, cái ruột nó chưa đỏ gì mấy ha, tại cái da này nó còn nè. Nãy em nói nhưng mà tại em thấy cái này nè, con này con kia nó ghỉa em ghét nên em quyết định là em thu hoạch nó trước. Trời, vậy là ruột đỏ nè, vậy người ta cũng bán, người ta cũng đâu gạt mình đâu. Giờ em gọt bỏ mấy cái chỗ xấu xấu này trước đi ha. Ăn thử kìa, coi nó ngon không, coi nó chưa chín nè, coi nó ngon không đó. Ở ruby ruột đỏ nha, nó cũng có hột này nha. À, em thấy nó có hột nè, ăn thử rồi. Giòn ngọt thơm, chắc do em giọt bỏ cái vỏ rồi nên nó không có còn chát dữ, nó được chát ít đó. Khi mình cắn vô một cái là mình cảm giác có mùi thơm liền nha. Ngon vậy cũng được, cũng không muốn công em trồng cả năm nay. Rồi vậy em cảm ơn quý anh chị cô bác và các bạn đã theo dõi video nha. Nếu thương, nếu thích, tặng cho em một like, một chia sẻ, một đăng ký video. Em cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Chào tạm biệt mấy bạn ạ.